Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe vừa chở hàng vừa chở người, có rất nhiều các cái công dụng khác nhau, như các bạn có thể là mở patty ở trên thùng xe được, các bạn có thể chở được các cái loại gia súc gia cầm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn một cái sản phẩm rất đặc biệt. Thứ nhất, nó đặc biệt ở cái là nó không phải là nguyên bản nữa mà nó còn được nâng cao lên, cái thùng nó được nâng cao lên khoảng 40 phân so với mặc định. Thì nó khiến cho cái thùng cái xe này nó có một cái thùng dài cao tới 2 mét. Với cái kích thước chiều dài là 2 mét thì các bạn có thể chở được rất nhiều loại mặt hàng hóa, chở được rất nhiều thứ. Và ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm là xe Trường Giang T3 cabin kép. Nó có một vài cái option hơi khác biệt so với những chiếc xe trước mình từng làm. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về cái sản phẩm này. Trước tiên về vẻ bề ngoài của những chiếc xe Trường Giang, các bạn đã rất quen thuộc rồi, mình đã giới thiệu rất nhiều về chiếc xe này rồi. Đây là một trong những chiếc xe mà mình có thể nói là trong tương lai nó là một trong những chiếc xe mà sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng để ý đến dòng xe này. Và nó là một trong những cái sản phẩm mà có thể sử dụng được trong nhiều các cái lĩnh vực, nhiều các cái vận chuyển, rất là nhiều các loại hàng hóa khác nhau mà những xe khác không làm được. Trước tiên này, về cái vẻ ngoài của cái xe Trường Giang T3 cabin kép, chúng ta thấy nó rất là nam tính, mình đã giới thiệu nhiều rồi. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe với cái ngoại hình nó khá hầm hố, vuông vắn. Chúng ta cụm đèn pha bi xê lông này, sáng với tiết kiệm nhiên liệu này. Chúng ta có một cái đèn pha thường ở đây bằng halogen thôi, bền. Và có cái logo Trường Giang TG rất là nổi bật ở đằng trước như thế này. Thì cái sản phẩm này là mình đã làm đến tay khách hàng rồi và chuẩn bị giao. Nó được ép biển này. Với cái option ép biển có mấy trăm nghìn thôi thì nó xe nó cũng đẹp hơn. Ở đây chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn sương mù này, đèn gầm sáng, nhìn rất là nét. Đừng quên mất là mình không mở đèn lên cho các bạn xem. Đây, đèn xi nhan sẽ được gắn ở đây. Mời các bạn sang bên, chúng ta sẽ xem qua một chút về cái bên ngoài của cái sản phẩm này. Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy một cái logo Sumo này. Nghĩa là cái sản phẩm này của nó, chúng ta có thể gọi là một cái xe Sumo cũng được. Mình hay gọi với khách hàng là cái xe Sumo. Nó 5 chỗ. Ở đây là logo Trường Giang này. Và một cái dán đề can khá là đặc biệt ở đây. Chúng ta có một cái đèn xi nhan nữa bên này, rất đẹp. Với cái sản phẩm này thì Trường Giang T3 nó có hai phiên bản, là phiên bản Trường Giang T3 cabin đơn và Trường Giang T3 cabin kép. Thì với cái sản phẩm cabin kép này chúng ta sẽ có 5 chỗ ngồi. Thì các bạn có thể chở cả gia đình đi trên cái xe này cũng được. Đó. Thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái điểm đặc biệt, cái điểm khác biệt của cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm khác. Đó chính là cái hệ thống thùng được nâng cao như này. Nguyên bản của cái thùng này chiều cao của nó chỉ có 1m620 thôi, nghĩa là nó chỉ đến đây thôi. Nhưng mà khách hàng của mình là nâng nó lên thêm 40 phân nữa. Đây các bạn nhìn thấy cái phần nâng này. Đó. Phần nâng này nâng lên thêm 40 phân nữa thì cho tổng chiều cao của cái thùng này lên là 2m. Đó. Thì cái xe này điểm đặc biệt là các bạn có thể mở được cái phần hông như thế này. Mình mở ra cho các bạn xem. Chúng ta mở được cái phần hông như này thì cho phép chúng ta chở các loại hàng hóa, các cái loại gia súc gia cầm mà các bạn sẽ không gặp khó khăn gì cả. Đây. Khi mở lên như này rồi các bạn có thể bửa cái này xuống này. Cho phép cho các bạn chở rất nhiều các loại hàng hóa khác nhau. Mình mở ra cho các bạn xem. Xin lỗi các bạn, vì cái xe này là được option nên là khách hàng đã hàn chết nó vào với cái thùng sau. Mời các bạn sang thùng sau để các bạn nhìn. Đây, nguyên bản của nhà sản xuất sẽ không có cái lớp tôn lạnh được dán lên thùng xe như này. Bởi vì khách hàng đã ra hàn chết cái này vào rồi, mình không mở được bên này ra. Bình thường là các bạn sẽ mở được ra hoàn toàn. Là cái thành cái xe này có thể mở được 3 hướng, các bạn có thể chở rất nhiều các loại hàng hóa. Rất là tiện khi các bạn giữ hàng. Đây các bạn nhìn cái thùng này được gia cố thêm một lớp tôn vào đây nữa. Một lớp tôn này thì các bạn đã chở khách hàng là chở các cái loại cá và các cái loại thực phẩm lạnh thì ở đây nó sẽ không bị lọt xuống lòng thùng và cái chỗ này nó sẽ khiến cho nó bền hơn, bền hơn rất nhiều, các bạn không lo lắng gì cả. Ok, phần hông chúng ta có cái gì vẫn như vậy thôi, chúng ta vẫn có một chiếc xe với cái hệ thống lốp lớn, hệ thống lá nhíp rất là to bản với đôi 4-5 lá, hệ thống khung gầm với chất lượng châu Âu thì mình đã giới thiệu rất nhiều về cái xe này rồi. Đây là một trong những cái sản phẩm mà có cái hệ thống khung gầm rất là lớn, chất lượng rất là tốt. Các bạn có thể hoàn toàn chở được hơn 1 tấn so với cái sản phẩm này. Cái thùng này là chiều dài là 2m060, chiều rộng là 1m6 và chiều cao là 2m. Đấy là đặc biệt của cái thùng này. Còn bình thường là thùng nó chỉ cao 1m620 thôi.
Đây chúng ta sẽ tìm đến một cái lốp dự phòng này. Đó. Bây giờ mời các bạn vào khoang ghế đằng sau để chúng ta xem qua. Thì với cái sản phẩm Trường Giang T3 cabin kép này, cái thùng đằng sau, cái phần đằng sau và cabin đằng sau này đã được bọc da. Các bạn, đây là da nguyên bản từ nhà sản xuất. Và cái da này chúng ta nếu mà bọc ở ngoài chúng ta sẽ không có cái chất lượng như thế này. Tiết kiệm cho các bạn tiền bọc da khoảng 5 triệu so với cái việc mà chúng ta tự bọc. Và cái da mà chúng ta tự bọc sẽ không tốt như này được. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một lớp sàn được dán lên cái lớp nhung lên như này, rất là đẹp. Các bạn có thể trải sàn lên, chúng ta sẽ không bận. Khi mà chúng ta quét đi nó cũng rất là sạch sẽ. Cái hàng ghế này điểm đặc biệt là các bạn nhìn xuống dưới này, chúng ta có thể tháo được mấy con ốc này ra. Và chúng ta nhấc hoàn toàn cái hàng ghế này ra để chúng ta có thể chứa thêm được hàng hóa ở cái đằng sau này. Đó là một trong những cái điểm mà mình đã nói là cái xe này nó rất là đa dụng. Cái phần đằng sau này điểm đáng tiếc là kính vẫn quay tay. Đằng trước thì hoàn toàn là có kính điện rồi, nhưng kính đằng sau là quay tay. Đây cái tấm nắm cửa rất là to bản và nhựa rất là bền. Mời các bạn lên khoang cabin đằng trước, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua. Với cái khoang cabin đằng trước, chúng ta sẽ có một hệ thống nội thất rất là đẹp, rất là hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho các bác tài xế. Từ hệ thống FM radio này, điều hòa hai chiều này, cần số 5 số tiến 1 số lùi này, phanh tay, tẩu thuốc, mọi thứ rất đầy đủ. Nguyên điểm mình thích ở cái sản phẩm này đó chính là cái cụm đồng hồ nó rất là đẹp, khi mà chúng ta mở lên nó rất là đẹp. Cabin thì được chia làm hai màu, một màu be và màu đen giả da. Kính điện, khóa điện, đây là cái khóa điện của cái sản phẩm này. Rồi mình đã giới thiệu rất nhiều về cái xe này rồi, thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể là xem qua một số cái video của mình làm về cái xe này trước, thì anh em ở đây là cũng đang làm video về cái sản phẩm này. Nếu các bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.